Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 44. Đoạn, người đem ta đến hiên cửa ngoài của nơi thánh ngó về phía đông. Cửa ấy vẫn đóng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng, hiên cửa này sẽ đóng luôn, không mở nữa. Chẳng ai được vào bởi hiên cửa này, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã vào bởi đó. Vậy cửa ấy sẽ đóng lại. Chỉ có vua, vì người là vua, thì có thể đến ngồi tại đó đặng ăn bánh trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua sẽ vào bởi nhà ngoài của hiên cửa, và cũng ra bởi đường ấy. Rồi người dắt ta bởi hiên cửa phía bắc đến trước nhà. Ta nhìn xem, và này, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy nhà Đức Giê-hô-va. Thì ta sắp mặt xuống. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, khá chú ý kỹ càng, lấy mắt ngó và lấy tai nghe mọi điều ta sẽ phán cùng ngươi về mọi mạng lệnh, mọi lệ luật của nhà Đức Giê-hô-va. Hãy cẩn thận coi sóc lối vào của nhà và hết thảy các đường ra của nơi thánh. Ngươi khá nói cùng kẻ loạn nghịch, tức là nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi nhà Israel, mọi sự đáng gớm ghiếc của các ngươi đã đủ rồi. Các ngươi đã dắt những con cái dân ngoại, là những kẻ không cắt bì về lòng chúng nó cũng như về thịt chúng nó, vào trong nơi thánh ta, đặng làm ô uế nhà ta, khi các ngươi dâng bánh, mỡ và huyết của ta. Như vậy, các ngươi đã phạm lời giao ước ta bởi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi. Chính các ngươi không giữ vật thánh ta, nhưng các ngươi đã lập người khác thay mình mà giữ vật thánh ta trong nơi thánh ta. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, chẳng có một người ngoại nào không cắt bì về lòng nó cũng như về thịt nó mà được vào trong nơi thánh ta. Không, chẳng có một người ngoại nào ở giữa con cái Israel được vào đó. Vả lại, khi dân Israel lầm lạc, thì những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta đặng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình. Dầu vậy, chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, làm kẻ giữ cửa nhà, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân sự giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các của lễ khác, sẽ đứng trước mặt dân sự đặng hầu việc nó. Vì chúng nó đã hầu việc dân sự trước mặt những thần tượng của nó, và đã nên dịp tội cho nhà Israel. Vì cớ đó, ta đã giơ tay lên nghịch cùng chúng nó. Vậy, chúng nó sẽ mang tội lỗi mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ không đến gần ta, đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta, hoặc vật rất thánh, song sẽ mang sự nhuốc nha và những sự gớm ghiếc mình đã phạm. Nhưng mà ta sẽ lập chúng nó lên đặng coi giữ nhà, đặng làm trọn chức vụ và mọi công việc cần trong đó. Đến như các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Những kẻ đó sẽ gần ta đặng hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta đặng hầu việc ta và giữ vật ta. Khi chúng nó vào bởi các cửa của hành lang trong, thì sẽ mặc áo bằng gai. Chúng nó sẽ không mặc đồ bằng lông chiên trong khi hầu việc nơi các hiên cửa của hành lang trong và nơi nhà. Chúng nó sẽ đội khăn bằng gai trên đầu và mặc quần đùi bằng gai nơi lưng. Thứ vải nào hay đổ mồ hôi thì không mặc lấy. Nhưng khi chúng nó đi qua nơi hành lang ngoài, là nơi dân sự đứng, thì phải cởi áo sống hầu việc để trong các phòng thánh, và mặc áo khác, hầu cho không lấy áo mình làm cho dân sự nên thánh. Chúng nó sẽ không cạo đầu và không để tóc dài, nhưng sẽ cắt tóc. Chẳng có thầy tế lễ nào được uống rượu khi vào nơi hành lang trong. Chúng nó không được lấy đàn bà quá hoặc bị để mà làm vợ, nhưng phải lấy gái đồng trinh về dòng nhà Israel, hay là lấy vợ quá của một thầy tế lễ. Chúng nó sẽ dạy dân ta phân biệt điều chi là thánh với điều chi là tục, làm cho dân ta biết điều ô uế và điều thánh sạch khác nhau là thế nào. Khi có sự kiện xảy đến, chúng nó phải xử đoán, và phải xử đoán theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ vâng giữ các luật pháp ta và các lệ luật ta trong mọi kỳ lễ của ta, và làm cho các ngày sa bát ta nên thánh. Chẳng có một ai trong chúng nó được đến gần thây kẻ chết, e bị ô uế chăng. Song le, thầy tế lễ có thể bị ô uế vì cha mình, vì mẹ mình, vì con trai mình, vì con gái mình, vì một người anh em, hay là vì một người chị em không chồng. Sau sự được sạch sẽ kể là 7 ngày. Cái ngày mà thầy tế lễ ấy sẽ vào trong nơi thánh, trong hành lang trong, đặng hầu việc tại đó, thì phải dâng của lễ chuộc tội mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn như gia tài để dành cho chúng nó, thì chính ta là gia tài của chúng nó đây. Các ngươi chớ cho chúng nó sản nghiệp gì trong Israel, chính ta là sản nghiệp chúng nó. Chúng nó sẽ nuôi mình bằng những của lễ chay, của lễ chuộc sự mắc lỗi và của lễ chuộc tội. Lại, hễ vật chi khấn dâng bởi trong dân Israel thì sẽ thuộc về chúng nó. Các hoa quả đầu mùa có mọi thứ sản vật, cùng hết thảy của lễ chay mà các ngươi dâng đều sẽ thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng sẽ cho các thầy tế lễ bột nhồi đầu mùa của mình, hầu làm cho sự chúc phước yên nghỉ nơi nhà các ngươi. Các thầy tế lễ không nên ăn thịt của một con thú nào chết tự nhiên, hay là bị xé, hoặc thịt chim, hoặc thịt thú. Chương 45. Khi các ngươi bắt thăm mà chia xứ ra làm sản nghiệp, khá lấy trước một phần của đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va, phần ấy sẽ là thánh. Bề dài nó sẽ là 25.000 cân, và bề ngang 10.000 cân. Giới hạn nó đến đâu đều là thánh cả. Trên phần đất ấy, các ngươi khá lấy một miếng vuông, bề dài 500, bề ngang 500 để làm nơi thánh. Chung quanh miếng đất đó sẽ có một khoảng đất trống là 50 cu đê. Xứ đã đo một lần. Vậy, các ngươi khá để riêng ra một khoảng dài 25.000 và rộng 10.000 để đặt nơi thánh, là nơi rất thánh tại đó. Ấy sẽ là phần thánh của miếng đất ấy. Nó sẽ thuộc về các thầy tế lễ, là kẻ hầu việc nơi thánh, đến gần Đức Giê-hô-va đặng làm chức vụ mình. Đó sẽ là chỗ để xây nhà cho họ, và một chỗ thánh cho nơi thánh. Một phần khác bề dài 25.000, bề ngang 10.000 sẽ thuộc về các người Lê-vi. Các người này làm chức vụ trong nhà, sẽ có được 20 cái phòng. Về phần đất thành phố, các ngươi khá lấy 5.000 bề ngang và 25.000 bề dài, chạy dọc theo phần đất thánh đã lấy trước. Ấy sẽ về phần cả nhà Israel. Ở nơi đất thánh đã dâng, cùng đất dựng thành phố, chỗ bên tả bên hữu đối nhau, sẽ thuộc về phần vua. Phía tây đến giới hạn phía tây của nước, phía đông đến giới hạn phía đông của nước. Bề dài cùng giới hạn đông tây của đất thánh đồng nhau. Ấy sẽ là phần đất của vua, sản nghiệp của người trong Israel. Và các vua ta sẽ không hà hiếp dân ta nữa, nhưng các vua sẽ chia phần còn lại của miếng đất cho trong các chi phái nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi các vua Israel, thế là đủ cho các ngươi rồi. Khá bỏ sự bạo ngược và hà hiếp, làm sự đoán xét và công bình. Hãy giải cứu dân ta khỏi những sự hà lạm của các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Hãy có những cái cần công bình, cái ê-pha công bình, cái bát công bình. Cái ê-pha và cái bát phải có sức chứa bằng nhau. Cái bát chứa được 1/10 của hô-me, và cái ê-pha cũng 1/10 của hô-me. Cái lường của nó sẽ theo hô-me làm mực. 1 siết lơ bằng 20 ghê-ra, 20 siết lơ cộng với 25 siết lơ cộng với 15 siết lơ là 1 min. Này là lễ vật dân mà các ngươi phải lấy ra trước. mỗi một hôme lúa mì lấy 1/6 ê-pha, mỗi một hôme mạch nha lấy 1/6 ê-pha. Còn như dầu và những bát dầu thì mỗi cô-rơ khá lấy trước 1/10. Một cô-rơ bằng 1 hôme 10 bát, vì 10 bát là 1 hôme. Trong những đồng cỏ đượm nhuần của Israel, mỗi 200 con chiên thì sẽ lấy 1 chiên con để làm của lễ chay, của lễ thiêu, của lễ thù ân, đặng làm con sinh chuộc tội cho dân sự. Chúa Giê-hô-va phán vậy: hết thảy dân trong xứ sẽ phải lấy trước lễ vật dân ấy ra dâng cho vua trong Israel. Nhưng vua khá dữ mà sắm sửa những của lễ thiêu, của lễ chay và lễ quán khi ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng mọi ngày lễ của nhà Israel. Vua sẽ dâng của lễ chuộc tội, của lễ chay, của lễ thiêu và của lễ thù ân đặng vì nhà Israel làm sự chuộc tội. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi khá lấy 1 con bò đực tơ không tỳ vít và khá làm sạch nơi thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con chiên sinh tế chuộc tội mà bôi lên các trụ cửa nhà, trên 4 góc khuôn bàn thờ và trên các trụ cổng của hành lang trong. Ngày mồng 7 tháng ấy, ngươi cũng làm sự đó cho những người vì lầm lỡ hoặc ngu dại mà phạm tội. Ấy, các ngươi sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà như vậy. Ngày 14 tháng Giêng, các ngươi khá giữ lễ vượt qua trong 7 ngày, phải ăn bánh không men. Ngày đó, vua sẽ vì mình và vì cả dân sự của đất mà sắm 1 con bò đực làm của lễ chuộc tội. Trong 7 ngày của kỳ lễ, mỗi ngày vua sẽ sắm 7 con bò đực và 7 con chiên đực không tì vít làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va thẳng 7 ngày, và mỗi ngày 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội. Vua cũng thêm vào đó cứ mỗi con bò đực 1 ê-pha, mỗi con chiên đực 1 ê-pha, mỗi ê-pha 1 hin dầu đặng làm của lễ chay. Ngày rằm tháng 7 về kỳ lễ, thẳng trong 7 ngày, vua cũng sẽ sắm những của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ chay và dầu y như trước. Chương 19. Đức Chúa Giêsu phán lời ấy xong rồi thì từ xứ Galilê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu, dựng nên 1 người nam, 1 người nữ, và có phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, 2 người sẽ cùng nên 1 thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là 2 nữa, nhưng 1 thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng: vậy chứ sao Môi-se đã dạy lập tờ đễ đặng đễ vợ đi? Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép đễ vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai đễ vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị đễ thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng: chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Chương 20. Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đên nhê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một đên nhê. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một đên nhê. Khi lãnh rồi lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một đên nhê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến và phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, bảo nín đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ. Tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Thi-thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet, cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.